Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách tiết kiệm tiền thuế với Savers Credit. Savers Credit cung cấp một khoản giảm thuế đặc biệt dành cho những người có thu nhập thấp hoặc trung bình, đang để dành tiền để nghỉ hưu. Có nghĩa là nếu như các bạn đang đóng tiền vào những tài khoản hưu trí, ví dụ như là 401k hoặc là IRA, và thu nhập của các bạn đang trong cái mức giới hạn, thì mỗi năm khi khai thuế, các bạn có thể nhận lại được tối đa là 1.400 hoặc là 200 đồng, tùy vào cái mức thu nhập của các bạn. Savers Credit có thể giảm số tiền đóng thuế của các bạn xuống rất là nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được điều này. Trong một cuộc khảo sát gần đây, có khoảng 12% người Mỹ có thu nhập dưới 50.000 biết về Savers Credit. Cho nên, mục đích của cái video ngày hôm nay không phải là dạy các bạn cách tính thuế, không phải là dạy các bạn cách khai thuế. Mình chủ yếu là muốn chia sẻ về lợi ích của Savers Credit để cho các bạn biết là nó có tồn tại. Để nếu như các bạn có đủ điều kiện để nhận Savers Credit, thì các bạn cũng không lỡ mất cái quyền lợi của mình. Để tính được cái số tiền Savers Credit mà mình có thể nhận lại được mỗi năm, thì mình phải dùng cái số Adjusted Gross Income, AGI, thay vì dùng cái tổng số thu nhập của mình. Thì để tính được cái con số AGI, mình sẽ lấy cái tổng số thu nhập, trừ đi một vài điều chỉnh nhất định. Những cái điều chỉnh này có thể là số tiền mình đóng vào tài khoản hưu trí hoãn thuế, hoặc là số tiền mình đóng vào HSA, hoặc là chi phí giáo dục, hoặc là số tiền lời mình đóng cho student loan. Nói chung là cũng còn một vài điều khoản nữa mà mình không có list hết ra đây được. Mình sẽ để cái link ở phía dưới để các bạn có thể tham khảo thêm. Nhưng mà để mình làm một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha. Ví dụ như income năm nay của mình là 50.000 và mình đóng vào tài khoản traditional IRA 6.000, thì có nghĩa là cái AGI của mình còn 44.000. Điều kiện để có thể nhận được Savers Credit: thứ nhất, các bạn phải 18 tuổi trở lên. Thứ hai, các bạn không được là full-time student. Thứ ba, các bạn không được claim là dependent trong hồ sơ khai thuế của người khác. Thứ tư, các bạn phải đóng tiền vào những tài khoản hưu trí. Và thứ năm, thu nhập AGI của các bạn không được quá mức quy định. Đối với độc thân thì không được quá 33.000, đối với gia đình thì không được quá 66.000, và đối với chủ của một gia đình thì không được quá 49.500. Đây là bảng income limit của Savers Credit trong năm 2021. Mình có thu nhập cho độc thân, gia đình và chủ của một gia đình. Đối với độc thân, nếu như income của các bạn từ 19.750 đồng trở xuống, thì số tiền Savers Credit các bạn có thể nhận lại được là 50% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Ví dụ như các bạn đóng vào tài khoản hưu trí 2.000, thì các bạn có thể nhận lại được 1.000. Nếu như các bạn đóng vào 1.000 thì các bạn có thể nhận lại được 500. Nếu như các bạn đóng vào 6.000 thì các bạn cũng chỉ có thể nhận lại được 1.000 mà thôi. Nếu như mức thu nhập AGI của các bạn từ 19.751 đồng cho tới 21.500 thì số tiền Savers Credit các bạn có thể nhận lại được là 20% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Nếu như các bạn đóng 2.000 vào tài khoản hưu trí thì các bạn có thể nhận lại được 400 đồng. Nếu như các bạn đóng 1.000 vào tài khoản hưu trí thì các bạn có thể nhận lại được 200 đồng. Và nếu như các bạn đóng 6.000 vào tài khoản hưu trí thì các bạn cũng chỉ có thể nhận lại được 400 đồng mà thôi. Nếu như income của các bạn từ 21.501 đồng cho đến 33.000 thì số tiền Savers Credit các bạn có thể nhận lại được đó là 10% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Ví dụ như các bạn đóng 2.000 vào tài khoản hưu trí thì các bạn có thể nhận lại được 200 đồng. Nếu như các bạn đóng 1.000 vào tài khoản hưu trí thì các bạn có thể nhận lại được 100 đồng. Và nếu như các bạn đóng 6.000 vào tài khoản hưu trí, các bạn cũng chỉ có thể nhận lại được 200 đồng mà thôi. Và nếu như income của các bạn trên 33.000 thì các bạn sẽ không nhận được Savers Credit. Đối với gia đình, nếu như AGI của các bạn từ 39.500 trở xuống, số Savers Credit mà các bạn có thể nhận lại được là 50% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí cho mỗi người. Số tiền Savers Credit mà một cặp vợ chồng có thể nhận lại được tối đa là 2.000. Nếu như AGI của các bạn từ 39.501 đồng cho tới 43.000, thì số Savers Credit các bạn có thể nhận lại được là 20%
của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Nếu như AGI của các bạn từ 43.001 đồng cho tới 66.000, thì số Savers Credit các bạn có thể nhận lại được là 10% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Nếu như AGI của các bạn trên 66.000, thì các bạn không thể nhận được Savers Credit. Đối với chủ của một gia đình, nếu như AGI của các bạn từ 29.625 đồng trở xuống, số tiền Savers Credit của các bạn có thể nhận lại được là 50% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Nếu như AGI của các bạn từ 29.626 đồng cho tới 32.250 đồng, số tiền Savers Credit các bạn có thể nhận lại được là 20% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Nếu như AGI của các bạn từ 32.251 đồng cho tới 49.500 đồng, số tiền Savers Credit các bạn có thể nhận lại được là 10% của 2.000 đầu tiên các bạn đóng vào tài khoản hưu trí. Nếu như AGI của các bạn trên 49.500 đồng, thì các bạn không nhận được Savers Credit. Ví dụ như năm nay mình làm được 19.000 và mình khai thuế độc thân. Mình không có đóng vào 401k, cũng không đóng vào Traditional IRA. Mình chỉ đóng 6.000 vào tài khoản Roth IRA mà thôi. Thì cái mức tiền Savers Credit mình nhận lại được là 50% của 2.000 đầu tiên khi mình đóng vào Roth IRA, tương đương với 1.000. Ví dụ thứ hai, năm nay mình làm được 35.000 và mình khai thuế độc thân. Thì theo cái mức income limit đó là mình không có nhận được Savers Credit bởi vì income của mình trên 33.000. Nhưng nếu như mình đóng 2.000 vào tài khoản Traditional IRA thì cái mức AGI của mình hạ xuống còn có 33.000 mà thôi. Thì mình vẫn có thể nhận được Savers Credit là 10% của 2.000, tương đương với 200 đồng. Ví dụ thứ ba, năm nay mình khai thuế chung với chồng mình và income của bọn mình là 45.000. Nếu như mình đóng 2.000 vào tài khoản Roth IRA của mình, chồng của mình cũng đóng 2.000 vào tài khoản Roth IRA của ảnh, thì AGI của bọn mình vẫn là ở cái mức 45.000. Thì Savers Credit bọn mình nhận được là 10% của 4.000, tương đương với 400 đồng. Nhưng nếu như mình đóng 2.000 vào tài khoản 401k của mình và chồng của mình cũng đóng 2.000 vào tài khoản 401k của ảnh, thì AGI của bọn mình chỉ còn lại là 41.000 mà thôi. Thì Savers Credit bọn mình nhận được là 20% của 4.000, tương đương với 800 đồng. Một điều mà các bạn cần phải lưu ý đó là Savers Credit là Non-Refundable Tax Credit, có nghĩa là nó chỉ có thể làm giảm tiền thuế của các bạn xuống, chứ nó không trả lại cho các bạn số tiền dư. Ví dụ như số tiền thuế mà các bạn cần phải đóng là 700 đồng và các bạn có Savers Credit là 1.000, thì có nghĩa là các bạn không cần phải đóng thuế, chứ họ sẽ không hoàn trả lại cho các bạn 300 đồng tiền chênh lệch. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là mình không phải là nhân viên kế toán và kiến thức về thuế của mình cũng rất là cùi bắp. Những gì mình chia sẻ chỉ dựa trên sự hiểu biết của cá nhân mình mà thôi, và mình có thể sai. Cho nên các bạn cũng chỉ nên dùng những chia sẻ này để tham khảo mà thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!